Các bác đã quay trở lại với kênh bán hàng của bên Hôn Hoa nhá. Hôm nay em sẽ bán cho bác một cái giá cực kỳ ưu đãi con vang cơ, gọi là vang cơ quốc dân của bên em. Mã là CM Audio X6 Plus đó. Con này thì từ trước giờ em chưa bao giờ xả hàng giảm giá sâu đến như hôm nay. Thì các bác xem video nhớ ủng hộ kênh bên em bằng cách nhấn nút like này, bác nào chưa đăng ký kênh thì nhấn cái kênh ở dưới phía dưới màn hình nhá. Bởi vì sao em gọi con này là vang cơ quốc dân? Vì giá nó rất là rẻ. Đấy, mà là hàng chính hãng. Không những rẻ còn ngon, đúng nghĩa là ngon bổ rẻ luôn anh em ạ. Thì đây, tí nữa em sẽ quay thì review chi tiết cho anh em xem luôn ngay bây giờ. Thì các bác thấy là trên thị trường có rất nhiều vang cơ, nhưng mà giá rẻ thì cũng có rất là nhiều. Nhưng mà để mà có được một con mà nó hàng chính hãng. Bởi vì sao nó rẻ? Vì con này bản chất là em đặt order trực tiếp với lại nhà xưởng. Số lượng hàng có rất là nhiều luôn. Đấy, đây về một thùng trước để demo cho anh em thôi. Có rất là nhiều nhá, dưới này có khoảng độ chục con demo cho anh em thôi, là dành cho 10 bác nào là nhanh tay đặt hàng bên em, là từ trước giờ là chưa vào có cái giá này luôn. Giá để xả cho anh em giá hôm nay là 1.300.000 đồng và bao ship tặng tây giắc. Các bác được phép kiểm tra hàng trước khi thanh toán đó, được phép kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Nếu không đúng sản phẩm các bác có thể từ chối nhận hàng nhá. Đấy là con vang này, mang thương hiệu CM X6 Plus đó. Hàng em bên em order trực tiếp từ xưởng sản xuất ra và bán cho các bác. Con này thì nó sử dụng đến cái bộ chip bên trong, bộ giải mã lên tới 48 bit, là anh em nhìn thấy 48 bit nhân 2 chưa, DSP này, bộ DSP là viết tắt của cái chữ digital này. Công nghệ là chip xử lý bên trong, này có một con chip xử lý rất là hay, rất là đời cao. Thì em làm order trực tiếp bên xưởng và sẽ bán giá khuyến mãi đặc biệt cho 10 bác khách hàng đầu tiên khi mà mua sản phẩm này bên em, là giá 1.300.000 đồng bao ship và tặng dây dắt cho anh em đầy đủ. Các bác được nhận, được phép kiểm tra và nhận hàng thanh toán đầy đủ các cái tính năng như cổng quang này, các anh em nhìn thấy này, cổng quang là optical này đúng không, cổng quang bluetooth này, USB này, đây có 5 con đường vào, USB vào cắm đây, cổng quang bluetooth và cả chống hú luôn đây. Feedback này là chống hú này, viết tắt là FBX là feedback. Con nhấn vào là như này, có nghĩa là bật chống hú và nhả ra là tắt chống hú. Ok. Ở đây là có cái màn hình hiển thị bên này, tí sẽ cắm cho các bác xem. Toàn bộ con này là màu đen nhá, mặt phay nhôm. Ba nút bên này là để điều chỉnh cho eco level này, tăng giảm âm lượng cho vang nhại. Mic volume, tăng giảm âm lượng cho mic. Này là tăng giảm âm lượng nhạc volume này, music volume. Đấy. Còn ở phía dưới này thì con này hoàn toàn bằng chỉnh bằng cơ 100%. Chỉnh bằng cơ nhá. Lấy sử dụng tu vít hai cạnh đi kèm đây. Có một tu vít hai cạnh đi kèm. Đây là anten, đây là dây nguồn. Thì sử dụng một cái tu vít hai cạnh để điều chỉnh eco. Eco toàn bộ cái phần từ đây ra đây, nó là eco, nằm trong cái mục eco. Thì trong eco nó sẽ có bát chung chép của eco và cái delay và divit là để bác điều chỉnh độ vang nhại. Gần như mặc định như này anh em về khi cắm vào sử dụng là gần được rồi. Và sau đó anh em chỉ cần căn chỉnh thêm một chút nữa theo cái sở thích của mình là được. Ở đây thì sẽ có ba cái bát chung chép của mic và bát chung chép của nhạc để anh em dễ chỉnh. Anh em chỉ việc lấy tu vít hai cạnh và căn chỉnh thôi. Đấy. Ở đây có cái nút input này, anh em nhìn thấy không? Anh em cắm kết nối cổng nào thì anh em ấn vào sang cổng đấy. Ví dụ anh em kết nối cổng của Bluetooth này thì anh em ấn input sang, nhấp nháy đèn xanh sang cổng của Bluetooth này. Hoặc anh em cắm từ TV Smart xuống thông qua cổng optical này thì anh em sẽ nhắn sang cổng optical này nhé, là cổng quang học. Hoặc là anh em cắm các cái cổng AUX 1, 2 đằng sau này thì anh em sẽ cắm sang, thì anh em sẽ ấn input sang cổng đấy. Rồi, quay ra đằng sau này, thấy chưa? Nó sẽ có hai cổng ATL1, ATL2 này, chính là hai cổng AUX đằng trước ấy. Cái cổng quang học này, optical này, đây là anten này. Đây là cái music volume này để khống chế cái đường nhạc vào anh em nhé. Đây là đường xúc ra riêng này, xúc volume này, cắt tần số này, xúc out này, đường này để các cắm với lại trầm đĩa 30 hoặc 40. Tóm lại đây là đường ra lao sấp. Đây là cổng center out này, hai cổng trái phải để cắm xuống âm ly hoặc là cục đẩy, được chưa? Hai cổng led đai, ba lỗ mic đằng sau, có cả mic khống chế ở đằng trước, ở đằng sau này luôn. Anh em phải khống chế đường mic ở đằng sau này nhá, rất là thông minh. Anh cắm ở đây có nghĩa là mình có thể là điều chỉnh cái âm lượng volume cho mic riêng ở đây được. Đó. Bằng cái volume này, ba lỗ mic này, đó. Rất tích hợp và rất ca lông luôn. Bây giờ sẽ cắm cho bác xem luôn nhá. Đây, cắm vào điện vào cho anh em xem này, một con vang cơ đời cao
tiếng cực kỳ chất nhá, tiếng rất là hay luôn. Và hàng công ty chính hãng được bảo hành 1 năm. Anh em khi mua hàng bên em thì sẽ được tặng một đôi dây jack xuống âm ly, hoặc là anh em là cắm đẩy thì em sẽ tặng dây jack xuống đẩy và một dây quang học đấy, để cắm từ TV Smart xuống đây. Giá là 1.300.000 đồng, bao ship và tặng dây jack về tận nhà anh em, được kiểm tra và thanh toán cho em đấy. Ưu đãi cho 10 bác nhanh tay đặt hàng bên em nhé, có chỉ có 10 cái sản phẩm để mua mẫu bên em về, và sau này thì có thể là sẽ có những lô sau, nhưng mà trước mắt anh em sẽ được ưu đãi 10 con đầu tiên với cái giá này, là cái giá gọi là demo cho anh em thôi nhá. Đây bên sẽ cắm vào đây để test thử cho anh em. Đặt cắm này, đặt cắm lên trên kìa. Đây, sẽ cắm thử cho anh em chất luôn của nó nhé. Đây, sau khi em đã kết nối jack xong thì em sẽ quay review cho bác để thử cho anh em nghe thử luôn nhá. Sau này thì em cắm trực tiếp bằng hai cái jack này xuống con đẩy này và ra loa luôn. Ở đây thì cắm dây này bằng cái dây hoa sen này cho nhanh. Đấy, để cắm lên cho bác xem luôn này. Mặt đằng trước nó rất là đẹp luôn nhá. Đây anh em nhìn này, chữ CM vô màn hình này. Đấy, đấy, ba cái đèn này. Rồi bây giờ sẽ quay thử luôn này. Điểm rất là chắc. Bây giờ sẽ thử alo tiếng micro cho bác xem luôn nhé. Cái này em đang để chế độ mặc định nhá, chưa có chỉnh tròn gì cả. Để 50 hết cho em. Được. Chụp mic cho đẩy to lên. Đi. 1, 2, 4, 5, 6, 7. Được. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cái chép này nghe nó sáng quá nên anh em có thể giảm bớt cái chép này xuống được này. Còn cách mình lấy hai cái tu vít mình xoáy ngược kia mình hồ lại nhá. Lấy cái tu vít chỉnh cho anh thôi. Được, 1, 2, 3, 4, 5. Bây cái này để chế độ mặc định thì gần như đã hát được rồi. Nếu anh em thích hát theo kiểu nào thì anh em có thể điều chỉnh được nhá. Bạn chép nó nhỏ xuống. Đây, 4, 5. Bây giờ sẽ tăng cái tí delay lên, tăng một chút delay lên, nghe nó khác. Được, 1, 2, 4, 5. Giảm cái đi vít xuống. Được, 1, 2, rồi. 4, 5, 6, 7, được, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, được, 1, 2, 3, 4, 5, đấy, 1, 2, 4, 5, 6, 7, được, 1, 2, được. Tiếng mức rất hay luôn nhá. Là phù du sống hôm nay đâu biết về ngày mai sao, hãy dành cho nhau bao nhiêu niềm vui đáng có, không ganh ghét hơn thù chẳng sản sống. Giờ ok, bác nào có nhu cầu mua hãy liên hệ trực tiếp sang bên cửa hàng em. Đấy, bây giờ sẽ kết thúc video ở đây. Cảm ơn các bác đã theo dõi đến khúc này. Rồi xin chào và hẹn gặp lại nha.